Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn 7 loại trà cực định giúp bảo vệ lá gan của chúng ta nhé. Gan là một cơ quan siêu quan trọng, nên giữ cho gan khỏe mạnh là điều vô cùng cần thiết. Cùng mình khám phá ngay thôi. Đầu tiên, không thể không nhắc đến trà cây ân xoa. Loại trà này nổi tiếng với công dụng giải độc gan và hỗ trợ tiêu hóa. Cách pha cũng đơn giản lắm, bạn chỉ cần ngâm một ít lá hoặc cây ân xoa vào nước sôi, ủ khoảng 10 phút là có thể thưởng thức rồi. Uống đều đặn mỗi ngày để thấy được hiệu quả nhé. Tiếp theo là trà cà gai leo. Loại trà này được xem là vệ sĩ, bảo vệ gan khỏi các tác nhân gây hại như virus, viêm gan. Bạn chỉ cần đun sôi cà gai leo với nước và uống mỗi ngày là được. Cứ kiên trì, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực trong cơ thể đấy. Thứ ba, trà bổ công anh. Bổ công anh không chỉ giúp giải nhiệt mà còn có tác dụng làm sạch gan nữa. Hãm bổ công anh trong nước nóng khoảng 5-7 phút và uống sau bữa ăn để đạt hiệu quả tốt nhất nhé. Đừng quên trà atiso. Atiso được biết đến với khả năng thanh lọc cơ thể và giảm mổ gan. Bạn có thể dùng trà atiso ngâm trong nước sôi và uống hàng ngày. Vị trà thơm ngon, đảm bảo bạn sẽ mê tít. Trà xanh cũng là một lựa chọn tuyệt vời cho gan. Chứa nhiều chất chống oxy hóa, trà xanh giúp bảo vệ gan khỏi các gốc tự do gây hại. Uống một tách trà xanh mỗi ngày sẽ giúp bạn duy trì sức khỏe gan tốt hơn. Không thể bỏ qua trà hoa cúc. Loại trà này giúp làm dịu cơ thể và hỗ trợ giấc ngủ ngon, từ đó giúp gan hoạt động hiệu quả hơn. Hãy thử uống một tách trà hoa cúc trước khi đi ngủ, bạn sẽ thấy thư giãn và dễ chịu hơn rất nhiều. Cuối cùng, trà bạc hà. Bạc hà giúp kích thích tiêu hóa và giảm đầy hơi, giúp gan làm việc trơn tru hơn. Ngâm lá bạc hà tươi hoặc khô trong nước nóng khoảng 5-10 phút và thưởng thức thôi. Vậy là chúng ta đã điểm danh xong 7 loại trà giúp bảo vệ gan rồi đấy. Nhớ nhá, việc duy trì một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh cũng là chìa khóa để có một lá gan khỏe mạnh. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích khác nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.